Tử vi tuổi Canh Dần sinh năm 1950 tháng 6 âm lịch năm 2022. Hoan hỉ chào đón tất cả quý vị đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần. Thưa quý vị, thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, xin chúc cho tất cả quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, sống ở trên đời này ai cũng mong muốn gặp được nhiều may mắn, thành công. Làm công việc gì chúng ta cũng mong được thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an yên và không cần phải lo nghĩ gì nhiều. Con cái thì chúng ta luôn mong rằng là nó sẽ được tu tâm, dưỡng tính, chăm ngoan và nghe lời. Thế nhưng điều đó đối với rất nhiều người thì lại có vẻ như là khá xa vời. Bởi vì trên thực tế có những gia đình họ rất hòa thuận nhưng kinh tế lại bấp bênh, phải lo lắng gánh vác rất nhiều trọng trách trên vai. Và có người thì kinh tế không phải là vấn đề họ cần phải lo nghĩ, rất dư giả, nhưng lại không được hạnh phúc trọn vẹn. Và chúng tôi cho rằng đó cũng là những cái chuyện rất là thường tình trong kiếp sống nhân sinh, đúng không thưa quý vị? Và trong chuyên mục tử vi chi tiết cho từng tuổi, trong tháng 6 âm lịch ngày hôm nay, thì chúng tôi những người thực hiện chương trình Phong Thủy Gia Cát cũng muốn chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn về tử vi của những gia chủ tuổi Canh Dần sinh năm 1950 trong tháng 6 âm lịch. Trong tháng 6 âm lịch này thì công danh, sự nghiệp, tài lộc, vận hạn của những người tuổi Dần sinh năm 1950 sẽ ra sao? Con giáp này có được thần tài mở kho ban phát tài lộc hay là không? Và trên con đường công danh, sự nghiệp trong tháng 6 âm lịch sẽ gặp phải những khó khăn trắc trở như thế nào? Sức khỏe, tình duyên sẽ có những biến chuyển ra sao trong tháng 6 âm lịch năm 2022? Và để nắm rõ được vận trình của mình như thế nào, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Canh Dần sinh năm 1950 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Người tuổi Canh Dần sinh năm 1950 có mệnh tùng bách mộc, gỗ cây tùng, là những người yêu thích sự yên tĩnh và yêu cuộc sống gia đình đầm ấm yên vui. Họ cũng là mẫu người của gia đình, đi đâu làm gì cũng hướng về tổ ấm thân thương, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để những người mình yêu thương được hạnh phúc. Nữ giới tuổi Canh Dần tính cách nhiệt tình, song nam giới lại có phần khác biệt, trong nóng ngoài lạnh. Họ cũng có phần nữ tính, do dự, không quyết đoán, bốc đồng, song không dám chịu trách nhiệm. Nữ giới là người mạnh mẽ và khó có thể thao túng. Những người tuổi Canh Dần luôn hiểu rõ những việc mình cần làm, tinh thần nghiêm túc, làm ra làm mà chơi ra chơi. Họ sẽ hoàn thành công việc ở nơi công sở chứ không mang về nhà. Căn nhà chính là thánh địa của gia đình, họ không muốn để công việc ảnh hưởng tới thời gian dành cho người thân. Tháng này bản mệnh không có quá nhiều may mắn, công việc của bản thân gặp một số vấn đề rắc rối biến động. Thời tiết thay đổi khiến sức khỏe của gia chủ ảnh hưởng đáng kể. Các căn bệnh tuổi già được dịp tái phát. Thời gian này, bạn luôn gặp những rắc rối với người bạn đời, người thân của mình. Mâu thuẫn xuất phát từ những lý do rất nhỏ nhặt khiến bạn mệt mỏi, nên đứng vào vị trí của nhau để nhìn nhận, thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Xét về thiên can, Canh Dương Kim gặp Đinh Âm Hỏa nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Canh Dần cần phải chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Nếu vẫn đang đi làm, sự nghiệp trong lúc này có nhiều biến động, dễ vấp phải đủ loại trở lực hoặc bị người khác gây khó dễ, bất hợp tác. Hơn nữa, nếu không kiểm soát cảm xúc của mình, bạn rất dễ để cảm xúc dẫn lối mà bỏ qua việc dùng lý trí để suy xét mọi việc. Ở tuổi này chắc chắn, chính gia chủ cũng không hề muốn xảy ra tranh chấp, cãi cọ, đấu tố. Nên nếu có thể, hãy chủ động tránh những rắc rối không đáng có đó bằng dĩ hòa, vi quý. Người đã về hưu có thể an nhàn tận hưởng cuộc sống êm đềm bên gia đình, con cháu và những thú vui tuổi già của mình. Trong tháng sẽ phát sinh ra những vấn đề cần làm việc với cơ quan hành pháp, nhìn chung sẽ được tiến hành thuận lợi. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế, để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Canh Dần. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Đã sống đến độ tuổi này, bản mệnh không đặt nặng vấn đề tiền bạc mà chỉ quan tâm tới việc quây quần bên con cháu, an nhàn tận hưởng hạnh phúc tuổi già.
Cẩn thận với những lời mời chào đầu tư với mức lãi suất cao, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, kẻo lọt vào bẫy lừa gạt của những kẻ xấu khiến tài sản tích góp cả đời hao hụt thì không có gì đáng lo ngại. Gia chủ có thể sử dụng sự khéo léo của mình để thu được lợi ích. Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý vì có dấu hiệu phá tài trong tháng này. Nếu gia chủ không biết cân đối tài chính thì tiền của bạn sẽ không cánh mà bay. Bạn cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tuổi tác cao khiến sức khỏe ngày càng giảm sút, âu cũng là chuyện thường tình. Ngoài ra, hệ tiêu hóa cũng xuất hiện dấu hiệu bất ổn, chú ý ăn uống và sinh hoạt lành mạnh. Bản mệnh cần chú ý an toàn khi đi lại, điều khiển phương tiện giao thông tránh để xảy ra tai nạn, tổn thương ngoài ý muốn. Những người vẫn còn đang nặng lòng với sự nghiệp thì tinh thần người tuổi Canh Dần có phần không được tốt như các tháng trước đó do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Đành rằng ở tuổi này, sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng đừng chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe, hãy dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn. Các quý vị gia chủ tuổi Canh Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Canh Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Cảm xúc của bản mệnh lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm. Người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian bên nửa kia, khiến đôi bên trở nên xa cách và thiếu sự thấu hiểu, khiến số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Ở tuổi này, tình yêu và mối quan hệ có thể bằng phẳng vì niềm đam mê và sự ngọt ngào ban đầu của tình yêu đã mất, để lại những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Chìa khóa để cải thiện mối quan hệ là quản lý nó. Người bạn đời bên cạnh giờ đây đã trở thành người tâm giao, cùng chia sẻ khó khăn, nuôi dạy con cái. Các bạn đã bên nhau nửa đời người, đủ hiểu cái gì cần thiết đối với mình. Bên cạnh đó, bạn cũng cần lắng nghe tâm tư của vợ chồng mình để mối quan hệ giữa hai người được tốt hơn, đừng áp đặt quan điểm cá nhân và bắt họ phải theo mình. Mối quan hệ với con cái có phần hanh thông, tình cảm hơn. Những người con của bạn đã trưởng thành, đã biết tự lo lắng cho bản thân và gia đình riêng. Cuối tuần gia đình thường có những buổi tập trung cũng là cách để giảm căng thẳng giữa bạn và người bạn đời của mình. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, Lục Hợp Ngọ, Tam Hợp Mão và Hợi Thành Mộc Cục, Xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Canh Dần trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 8 tháng 6 năm 2022, tức ngày 6 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 6 năm 2022, tức ngày 18 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Canh Dần trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 11 tháng 6 năm 2022, tức ngày 9 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 6 năm 2022, tức ngày 21 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Ất Hợi, có nạp âm Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc quan trọng liên quan đến xuất hành sẽ dễ có kết quả cao, hoặc là những vấn đề nhỏ trong gia đình mình tiến hành thì đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của quý vị tuổi Canh Dần 1950 trong tháng 6 âm lịch tới đây. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Canh Dần. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 6 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên chúng ta nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn, thành công, bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.